Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ dạy các bạn một mẫu ngữ pháp hoàn toàn mới, không hề có trong sách vở. Kể từ sau khi học được mẫu ngữ pháp này thì mình nghe người Nhật sử dụng rất là nhiều. Và chính vì cái lý do đó mà ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn mẫu ngữ pháp này. Và chúng ta cùng nhau bắt đầu. Trước tiên, các bạn hãy cùng theo dõi cái hành động sau đây. Kore ga sode o makuru desu, makuru. Hành động vừa rồi có nghĩa là xắn tay áo. Tuy nhiên, khi mà kết hợp nó với động từ dạng masu, tức là chúng ta bỏ masu đi cộng với makuru, thì có nghĩa là cái hành động liên kết với makuru đó diễn ra, xảy ra liên tiếp, hay là trở nên tràn đầy sinh lực, cái động từ đó nhé, tràn đầy sinh lực. Ví dụ như là お正月なので お餅を食べまくる. Tabemakuru. Trong trường hợp này thì chúng ta có thể dịch là ăn thả phanh, ăn thả phanh, ăn thả phanh. Kino wa biru wo nomimakutta. Nomimakutta. Tức là qua tôi đã uống bia thả phanh. Karage wo kuimakuru. Có nghĩa là chiến karage thả phanh. Karage là một món ăn của Nhật nhé. Các bạn theo dõi hình vẽ này. Karage. そろそろ JLPT のテストだから勉強しまくる。Các bạn có hiểu nghĩa của câu này không? Câu này là sắp đến kỳ thi năng lực tiếng Nhật rồi, nên là chúng ta hãy học, cắm đầu vào học. Có thể dịch như thế, cắm đầu vào học. ベトナムに行った時バイクで走りまくった、走りまくった。で走りまくったんですね。でも、体験動画は、ヒマミンベベナム、ヒマインダー、リセマイ、モケディンダー、ラウンセマイ、モケディンダー、走りまくった。ケント先生、はい、女の子がしゃべりまくるのはなぜですか？女性は男性よりもストレスを感じやすいんです。だから、そのストレスを発散するために、喋りまくるんですね。なるほど、いい答えですね、遠藤先生、さすが。最近漫画を読みまくって何もできない。暇な時に動画を上げまくるので皆さんどうぞ見てください。ぜひコメントを書きまくってくださいね。待ってます。さあね、バイバイ。バイバイ。 Yeah.